Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Tây Bắc Chuyển động trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những thông tin nổi bật vừa diễn ra sẽ mở đầu chương trình. Tiếp đó, trong một kết nối và tinh hoa Tây Bắc sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Hà Giang đưa hàng Việt đến với người tiêu dùng nông thôn và festival và lễ hội cốm mới đền Đông Quương Yên Bái thu hút đông đảo du khách. Thông tin về thời tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Ngay sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung lần thứ 23 tại Lào Cai hiện đang thu hút được sự quan tâm của nhiều tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Đến nay đã có 25 sở công thương, trung tâm xúc tiến thương mại, trung tâm khuyến công và xúc tiến thương mại, 2 sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, 40 doanh nghiệp và 4 hợp tác xã ngoài tỉnh đăng ký tham gia hội chợ với 134 gian hàng tiêu chuẩn và 25 kệ hàng trưng bày sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu. Phía Trung Quốc đến nay có gần 80 doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ với 200 gian hàng tiêu chuẩn. Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Trung năm nay được tổ chức tại khu thương mại công nghiệp Kim Thành từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2023. Dự kiến có 600 đến 700 gian trưng bày. Trường Tiểu học Quyết Thắng, thành phố Sơn La, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp Sở Công Thương đã phối hợp với Công ty Điện lực Sơn La tổ chức hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho hơn 700 học sinh nhà trường. Công ty Điện lực Sơn La đã phát hơn 1.500 cuốn sổ tay tiết kiệm năng lượng và tờ rơi tiết kiệm năng lượng vì một hành tinh xanh cho học sinh và giáo viên. Tuyên truyền phổ biến các kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, an toàn và hiệu quả như lựa chọn sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, thân thiện với môi trường, hạn chế sử dụng các thiết bị điện trong khung giờ cao điểm, sử dụng các thiết bị thông minh tiết kiệm điện, thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị điện, đồng thời thay đổi thói quen sử dụng điện để tiết kiệm năng lượng như tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, rút xích cắm và để các thiết bị điện ở chế độ chờ. Thời gian qua, hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn của huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu phát triển ổn định, tập trung vào các lĩnh vực như khai thác thủy điện, chế biến nông sản, lâm sản, khai thác vật liệu xây dựng. Hệ thống lưới điện của huyện tiếp tục được duy trì, đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các dự án. Sản lượng điện năng hòa vào lưới điện quốc gia 9 tháng năm 2023 ước đạt hơn 131.000 kWh. Huyện Tân Uyên thường xuyên tuyên truyền phổ biến các chính sách pháp luật về hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học công nghệ tới các tổ chức cá nhân liên quan. Tình hình sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 9 tháng năm 2023 ổn định, giá trị sản xuất thực hiện đến hết tháng 9 đạt hơn 300 triệu đồng, đạt 78,27% so với kế hoạch. Sau hơn 3 năm thực hiện, các mô hình về quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Điện Biên đã phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ rừng, hướng tới phát triển rừng gắn với lợi ích kinh tế, tạo việc làm cho người dân. Trong số 33 mô hình quản lý rừng cộng đồng trên toàn tỉnh, có 25 mô hình cộng đồng quản lý bảo vệ rừng, 3 mô hình quản lý rừng bền vững, 3 mô hình phát triển rừng, 1 mô hình phòng cháy chữa cháy rừng và 1 mô hình tuyên truyền. Tổng diện tích giao đất, giao rừng cho các cộng đồng là hơn 104.000 ha trên tổng số trên 415.000 ha rừng hiện có toàn tỉnh. Qua hơn 3 năm triển khai, các mô hình đã góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản lý, bảo vệ rừng, tạo mối liên kết giữa cộng đồng với các đơn vị lâm nghiệp, giảm xung đột lợi ích từ rừng. Thưa quý vị và các bạn, đưa hàng Việt về nông thôn miền núi là một trong những hoạt động được các cấp các ngành của tỉnh Hà Giang chú trọng triển khai nhằm giúp người dân được sử dụng hàng hóa chất lượng, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Chủ trương người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đưa hàng Việt về nông thôn miền núi nhằm mục đích tăng thị phần hàng Việt tại khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa, đồng thời giúp người dân ở các khu vực này có điều kiện tiếp cận và được sử dụng các loại hàng hóa đảm bảo chất lượng. Hỗ trợ tối đa nhất và triển khai thực hiện đa dạng hóa các nội dung của cuộc vận động người Việt Nam yêu tiêu dùng hàng Việt Nam. Từ đó thì các xã cũng như là các doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng như là các doanh nghiệp thương mại sẽ chủ động để liên kết cũng như là làm kết nối cung cầu. Hàng hóa của các doanh nghiệp tham gia phiên chợ năm 2023 chủ yếu là hàng may mặc, chăn đệm, đồ gia dụng, điện tử, điện lạnh, hàng thực phẩm đã qua chế biến, có đầy đủ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng, chủng loại và giá cả phù hợp với nhu cầu tiêu dùng và thu nhập của người dân. Tôi ra chợ mới thì tôi mua được một cái chăn đi cho con gái và cái hàng hóa thì cũng rất là đẹp.
Thời gian qua, cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng và doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng. Hàng hóa sản xuất trong nước được bày bán chiếm tỷ lệ cao và được người tiêu dùng quan tâm, ưu tiên mua sắm. Đưa các cái hàng hóa này đến tay người tiêu dùng nhằm mục đích là giới thiệu để nhân dân các dân tộc chúng ta được tiếp cận được với lại hàng hóa để làm sao là chúng ta thực hiện theo đúng cái cơ chế gọi là mua đúng giá và thực hiện tốt cái việc phân phối nhằm mục đích chính là cải thiện điều kiện cho bà con nhân dân cũng như là việc có tác dụng kích thích thúc đẩy sản xuất phát triển. Để hàng Việt trụ vững trên thị trường cùng với những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đổi mới mẫu mã các mặt hàng, người tiêu dùng cũng cần phải nâng cao nhận thức trong việc lựa chọn các sản phẩm sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 25 tháng 10 năm 2023, tại quần thể di tích lịch sử quốc gia Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, sẽ diễn ra festival tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cốm mới năm 2023, gồm hai sự kiện chính và các hoạt động kèm theo mang đậm đà bản sắc vùng đất quê. Trong khuôn khổ của festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn và lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông sẽ có nhiều hoạt động đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa của người Tày Khao với các nghi lễ truyền thống như cúng cơm mới, lễ cúng chính tiệc. Bên cạnh đó là hoạt động trình diễn nghệ thuật hầu đồng, carnival rước biểu tượng mẫu Thượng Ngàn, liên hoan hát văn, hát chầu văn huyện Văn Yên lần thứ nhất năm 2023, triển lãm trưng bày tranh ảnh thực hành nghi lễ thờ mẫu, hội thi khéo tay làm cốm, trò chơi dân gian và các hoạt động thể thao. Tổ hát văn của Đền Đông Cuông tôi cũng đã luyện tập từ trung tuần tháng 9 đến giờ thì cũng đã luyện tập cũng cơ bản, ổn định để mang tới cho festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn những tiết mục hát văn được hay nhất và được các thanh đồng đạo quan người ta đến để phục vụ được một cách tốt nhất. Đối với lễ hội cơm mới, hoạt động truyền thống hàng năm của huyện Văn Yên thì ngoài cốm dâng mẫu, các thôn bản của xã Đông Cuông còn chuẩn bị thêm các sản vật đặc sắc của địa phương và làm các loại bánh truyền thống của người Tày Khao từ gạo, bột, đậu đỗ. Đây là hoạt động nhằm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tại festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông năm 2023. Trước hết là làm kiệu, sau đấy thì bà con cũng đang thì gặt lúa để lúa mơ lúa nếp để chuẩn bị cái lúa nếp ngon nhất mà dẻo nhất để làm bánh nẵng và bánh chưng. Công tác chuẩn bị thì cũng đã đến giờ thì cũng đã gần như là đã hoàn thành. Xã Đông Cuông đang nỗ lực triển khai thực hiện nhiều hoạt động chuẩn bị xây dựng các kế hoạch cụ thể, triển khai các nội dung phần việc, phân công nhiệm vụ cho các thành viên từ xã đến thôn, huy động con người để tập luyện rước carnival, chuẩn bị kiệu và tìm kiếm các loại sản vật đặc trưng để mâm rước thực sự tạo được ấn tượng phong phú về sản vật, đa dạng về thực phẩm và đẹp mắt. Với sự chuẩn bị chu đáo tích cực, festival thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Thượng Ngàn lồng gắn với lễ hội cơm mới Đền Đông Cuông mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thể hiện rõ nét con người Văn Yên nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, hội nhập, sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Thông tin thời tiết các tỉnh khu vực Tây Bắc đêm 18 ngày 19 tháng 10 năm 2023. Lào Cai trời có mây, ngày nắng, một số nơi có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ C. Lai Châu mây thay đổi, trời nắng không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ C. Điện Biên trời ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Sơn La trời có mây không mưa, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ C. Yên Bái trời có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Phú Thọ có mây, có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ C. Tuyên Quang có mây, có mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C. Hà Giang có mây, không mưa, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ C. Chương trình Tây Bắc chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.